Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Cha ơi, con trao lại hồn con trong tay cha. Chào Kim Phát thân thương, cha đi trước. Chúa gọi cha rồi, đừng tiếc thương cha. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua. Cha đợi chúng con sum vầy trên thiên quốc. Mang tâm tình của những ngày tam nhật thánh, chút u buồn, chút lắng lo, chút vui mừng, vì rồi đây, khi bước qua cái chết, Đức Giê-xu sẽ mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Vậy mà tam nhật thánh năm nay, giáo xứ chúng con lại nhuốm một màu đau thương khó tả. Dẫu biết sinh tử là lẽ thường trong cõi tạm này, chúng con lại chẳng thể nào chấp nhận nổi những thực tế đang diễn ra trước mắt. Ngày cha vâng theo ý Chúa và đấng bản quyền đến với giáo xứ chúng con, trên đôi vai cha nặng trĩu bao ưu tư, trăn trở. Vậy mà vẻ đẹp thánh thiện và tươi vui của người mục tử Chúa luôn thường trực trên nét mặt cha. Dường như trong thân xác nhỏ bé ấy, cha đã gằn xuống tất cả những khó khăn, đau đớn, mệt mỏi, để rồi khi hiện diện trước giáo dân, chỉ còn những niềm vui, lạc quan và nhiệt huyết trong cha được tỏ bày. Đau quá cha ơi, lòng chúng con siết lại, khi giờ đây, chúng con chỉ có thể ngồi bên linh cữu cha, hồi tưởng lại những ký ức về cha mà bật lên hai tiếng, cha ơi, trong nghẹn ngào. Già, trẻ, lớn, bé, hàng ngàn con người bất lực trước sự khắc nghiệt của quy luật sinh tử. Biết bao đôi tay cũng chẳng thể kéo cha khỏi bóng tử thần. Mọi thứ chóng vánh quá, cha ơi. Cha kính yêu, tuy con không hiện diện ở giáo xứ Kim Phát thường xuyên, con và rất nhiều anh chị em khác trong giáo xứ đang sinh sống và làm việc ở nhiều nơi, cả trong và ngoài nước. Thế nhưng cha biết không, chúng con đã rất vui khi có thể được nhìn thấy những hình ảnh của quê nhà qua những trang thông tin mạng. Điều ấy mang lại niềm hạnh phúc và thôi thúc chúng con sống đức tin tốt hơn rất nhiều. Con tin rằng tất cả những công việc ấy đều nhờ cha gợi mở và hướng dẫn giáo xứ chúng con thực hiện. Lần gần nhất là dịp bổn mạng của giáo xứ. Có lẽ đó là lần mà con thấy bà con giáo dân hân hoan và vui tươi đến vậy. Biết bao nụ cười, bao khoảnh khắc cha đã mang đến cho từng người trong giáo xứ chúng con. Chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, con và những anh chị em xa quê cũng cảm nhận được niềm vui ấy. Con tin mọi hoạch định cha muốn làm cho giáo xứ chúng con đều tốt đẹp. Còn những giang dở cha chưa thể thực hiện, Chúa sẽ an bài một cách trọn vẹn theo thánh ý Ngài. Cha nhỉ, với người ở lại, sự ra đi của cha là nỗi tiếc thương cho một linh mục trẻ nhiệt huyết, thánh thiện. Nhưng có lẽ với cha, đó lại là một dòng kết đẹp để khởi qua một trang mới tuyệt diệu hơn trong Chúa. Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, Chúa gọi cha về để dọn chỗ cho chúng con. Và rồi, cha cũng như tất cả mọi người đang u sầu đây, còn một cái hẹn ở thiên quốc nữa, phải không cha? Hôm nay là thứ sáu tuần thánh, là ngày mà xưa kia, chính Chúa Giê-xu cũng chọn vâng phục Chúa Cha và bị tước đi sự sống. Chúa Giê-xu đặt hết mọi sự vào tay Chúa Cha, không đòi bảo chứng, không chút giới hạn. Cha cũng đã chọn lời vâng phục cả một đời linh mục của mình. Giờ đây với cha, chẳng còn gì nặng nề nữa. Tất cả đều nhẹ nhàng, đều là ánh sáng, ân sủng, an toàn dưới bóng chở che của đấng phục sinh. Chút bỏ tất cả, cha hân hoan đáp lại tiếng Chúa gọi. Cha ơi, con trao lại hồn con trong tay cha. Chào Kim Phát thân thương, cha đi trước. Chúa gọi cha rồi, đừng tiếc thương cha. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua. Cha đợi chúng con sum vầy trên thiên quốc. Người con mọn của giáo xứ Maria Thi Nga. Lạy Chúa, con như người thợ dệt. Giờ cơm trưa, anh em có nhắc nhau việc đi viếng đám tang của cha cố Đa Minh. Nghỉ ngơi xong, mày mò trên mạng thì thấy được thánh lễ cầu nguyện cho cha Đa Minh đang được cử hành. Trong bài chia sẻ, cha giảng lễ chia sẻ với cộng đoàn rằng cha Đa Minh đang có dự định đại tu lại ngôi thánh đường vì ngôi thánh đường của giáo xứ xuống cấp trầm trọng. Bao nhiêu dự định của cha bây giờ giang dở. Con người mà, nhất là trong thánh chức cũng như sứ vụ linh mục, ai ai cũng khao khát làm điều gì tốt nhất cho nhiệm sở mà mình được trao phó. Thế nhưng rồi có những ước mơ và khao khát không trọn vẹn bởi lẽ giới hạn của con người. Cha cố Đa Minh cũng như một số người khác ra đi rất vội và đã để lại cho những người thân quen
niềm thương nhớ cũng như suy nghĩ về phận người, trong đó có cả tôi nữa. Con người xem chừng ra là mạnh, là thông minh, là có thể chủ động được nhiều chuyện trong cuộc đời của mình, nhưng sự sống của mình thì mình không thể nào chủ động được. Theo niềm tin Kitô giáo thì sự sống, sự chết của chúng ta ở trong tay Chúa. Thật thế, xét cho bằng cùng thì đời con người mong manh tựa như hoa kia sớm nở tối tàn. Hẳn chúng ta không thể nào quên được ký ức kinh hoàng trong mùa đại dịch vì bao nhiêu gia đình phải đón nhận cảnh tang thương khi mất người thân. Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Cha Cố Đa Minh và nhiều người khác nữa cũng đang dệt đời mình, nhưng rồi Chúa đã cắt ngay hàng chỉ. Thật vậy, mới được cha Cố Đa Minh tính theo tuổi đời thì còn trẻ và còn nhiều năng lực để phục vụ Chúa và giáo hội. Thế nhưng rồi Chúa đã dừng lại bàn tay người thợ dệt vào sáng thứ tư tuần thánh. Qua sự ra đi ngỡ ngàng của cha, một lần nữa cho ta thấy sự sống, sự chết của chúng ta đều nằm trong ý định của Thiên Chúa. Phận người của chúng ta cuối cùng cũng chỉ là bình sành lọ đất trong lòng bàn tay thợ gốm Giê-xu. Sống ở trần gian này là một hành trình, một cuộc tiến về nhà cha. Khi Chúa thương gọi tôi về, về đâu? Chúng ta trên con đường đi về quê, đi về nhà, chúng ta không sống mãi ở đời này. Các lời thánh vị có lẽ là quý cha và quý tu sĩ nam nữ hàng ngày tiếp xúc với lời Chúa qua các bài thánh vị. Các bài thánh vị là lời Chúa. Lời thánh vị luôn nhắc nhở chúng ta, cuộc đời này không phải là nơi ở vĩnh viễn, nhưng mà chỉ là một giai đoạn, một cuộc hành trình đi về. Thánh vị 88 nhắc cho chúng ta rằng, thánh vị nói xin nhớ rằng, đời người là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi. Sống làm người, ai không phải chết, ai cứu nổi mình khỏi quyền lực âm ti. Rồi thánh vị 89 cho chúng ta thấy, Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi. Ngài phán bảo, hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi. Hôm nay và những ngày kế tiếp, chúng ta cầu nguyện trong các thánh lễ đưa tiễn cho Cố Đa Minh. Cha an nghỉ, trở về lòng đất, cha cũng sẽ trở thành tro bụi như khởi đầu cuộc đời của con người là bụi tro. Trở về cát bụi đi, đời sống con người chúng ta, rồi ai cũng sẽ đến giai đoạn đó. Thánh vịnh còn nói tiếp, Ngài cuốn đi chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ trỗi mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày. Trở về ủ rũ tàn phai chẳng còn. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Và chính vì thế cho nên thánh vịnh dạy chúng ta, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được sự khôn ngoan. Sự ra đi nhanh và vội như một lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì không biết ngày nào, giờ nào con người sẽ đến. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan, mà không phải khôn ngoan theo kiểu người đời, mà khôn ngoan trong cái nhìn của Thiên Chúa, và nhất là khôn ngoan đếm tháng ngày mình sống. Nếu biết đếm tháng ngày mình sống, chắc chắn cuộc sống của mình sẽ biết cân nhắc những thực tại của cuộc đời và chọn lựa cho mình giá trị vĩnh cửu ở đời sau hơn. Nguồn: Linh Mục An Mai, Dòng Chúa Cứu Thế. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.